Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng phần mềm GX Quark 2 để lập trình cho một POC của Mitsubishi. Các bạn lưu ý là cái phần mềm GX Quark 2 này có thể lập trình cho nhiều loại Mitsubishi POC chứ không phải là cứ mỗi cái loại mình sử dụng. Thì ở đây hiện nay là mình đang sử dụng một cái loại đây các bạn nhé, vẫn là cái thiết bị này. Đó là POC của Mitsubishi với cái loại là FX1N60MT. Đấy. Các bạn nhé, mình sẽ lập trình cho nó. Và cái tìm hiểu về cái chân đấu nối này để cho cái mô hình mình sẽ thao tác với các bạn. Đây là sẽ hai cái loại mình làm cho ở đây là với một cái công tắc đúng với một cái trạng thái của khóa điều khiển. Tức là khi bạn xoay khóa điều khiển sang một cái vị trí đóng chẳng hạn thì nó sẽ giống như một cái bạn đóng một cái công tắc. Và tiếp theo là mình sẽ thao tác với một nút ấn thường mở để các bạn thấy là ấn vào thì thay đổi trạng thái nó như thế nào, và cụ thể là cái khóa điều khiển hay công tắc đó của mình sẽ được nối với chân 11 ở đầu input, tức là đầu X11, và nút ấn thường mở sẽ nối vào cái X17 đầu, tức là một đầu input thứ 17. Và vẫn tiết điểm nào ở trong này từ X1 cho đến X42 bạn muốn sử dụng thì tất cả đều bạn phải nối với cái cổng com này để nó dẫn cái dòng điện từ đây qua đây thành cái mạch kín thì nó mới hiểu được là bạn đang thao tác cái thiết bị đó. Và nhá, đây cái cách đầu nối này. Thế còn cái đầu ra của cái POC này X1 này thì mình sẽ nối như sau này. Cái cổng com mình sẽ dùng cái bộ tiếp điểm màu xanh thẫm này là từ Y4 đến Y6, và như vậy là mình sẽ phải nối cái đầu âm của cái module 124V này sẽ nối vào com 3. Thế còn cái đầu Y5 có thể là nối Y4, Y6, Y5 đều được nhé, giống hệt nhau. Thì đầu Y5 này mình sẽ nối vào một chân của đèn, đầu còn lại của đèn sẽ nối vào cực 24V. Đấy. Thế để nếu như sau này mà mình đóng cái tiết điểm Y5 thì cái dòng điện dẫn từ âm này qua đây, qua com này, qua Y5 này, về qua đèn này về đây. Như vậy đèn sẽ được cấp điện 124V. Đấy. Thì đây mình đã sử dụng cái mô hình ở đây. Ở đây nhá. Đây là cái đèn 24V này mình mô tả này. Đấy, một công tắc đây. Đâu rồi? Đây đây. Một công tắc để ứng với mình mô tả cái con điều khiển và một cái nút ấn thường mở. Đấy. Hai cái công tắc và cái điều khiển đều nối chung một cái cổng con này. Thì đây là cái cáp để nối cho cái POC nhé các bạn nhé. Chân nó đây, mình sẽ cắm nó vào này, cắm nó vào này. Đó, cắm vào nhá. Đấy. Rồi bây giờ bạn muốn cắm vào rồi này thì động tác đầu tiên của chúng ta này, chúng ta thao tác với thiết bị phần cứng mà chúng ta phải kết nối. Đầu tiên các bạn sẽ phải vào cái chuột phải vào cái zip computer này và cái manit. Nhắc lại này, bạn phải chuột phải vào cái zip computer manit để các bạn để xem là cái phần cứng mình đến đâu nhé. Đó. Mình đây. Thì đây là cái thiết bị của chúng ta. Khi bạn vào cái manit mình thì bạn sẽ thấy như sau này. Bạn sẽ vào cái device manager này. Đấy, bạn vào cái port com này là PT này. Đấy. Bạn nhìn thấy ở đây nó chưa thể hiển thị cái gì cả, là bởi vì ở đây mình mới đang cắm cái cổng này nhưng mình chưa nối vào máy tính. Thì bây giờ mình sẽ nối vào máy tính cho bạn xem này. Đây. Mình đã rút ra rồi nên là mình bây giờ phải cắm vào. Đấy. Cắm vào nhé. Đấy, cắm vào nó có cái hiển cái âm thanh này. Đấy, bạn nhìn thấy không? Ngay sau khi bạn cắm cái bộ nạp của cái cáp nạp của chúng ta vào máy tính, cáp nạp của mình đây này, đây này, đây mình cáp nạp đây này, mình cất đi cho nó gọn thôi. Đây, cáp nạp đây bạn nhìn thấy nó màu đỏ này, nó báo trạng thái rồi này. Cáp này mà ghi là AMSA Motion này, model là USB C SC 09FX, đã ứng dụng cho cái FX1 nào. Đây, theo cái tem này thì các bạn có thể mua ở đâu cũng có.
Cái này mình sẽ không chú trọng vào cái phần đó. Khi mà cắm vào nó sẽ ra cái cộng 5. Đấy. Nhớ cộng cộng 5 này nhá, rồi mình để nguyên đây cho các bạn này. Bây giờ mình phần sử dụng cái phần mềm gáy khúc 2 này lập trình này. Cái đúp lên này. Đấy, mình sẽ tạo một cái project mới này. Model là FX CPU này, 1N mình đã chọn rồi nên là ok này. Đó. Bạn sẵn sàng lập trình này. Và đầu tiên thì bạn sẽ vào cái connection destination, có nghĩa là cái nick kết nối của mình, kích vào đây. Kích vào đây nhá. Đấy. Đấy, kích vào đây này, nó cái chỗ này nó chuyển thành cái connection 1 này. Thì bạn sẽ kích vào đúp vào cái connection 1 này. Thì trên này nó có cái chỗ PCIe. Thì bạn kích vào cái serial USB này. Đấy. Kích đúp vào đây. Thì phía trên này bạn sẽ chọn cho mình là cái RS232C. Đấy. Và chỗ này bạn sẽ phải chọn con. Đấy. Thì bạn nhớ là lúc trước này. Mình nhớ là khi USB của mình đã cắm vào máy tính thì nó ghi là có COM 5. Thì bạn chọn chỗ này cũng phải là COM 5. Mình chọn rồi nên là nó nhớ sẵn. Còn nếu không thì các bạn sẽ phải chọn con khác. Nếu như bạn có thể vào đây bạn chỉnh được các bạn này. Đúp vào đây nhá. Vào cái port setting này. Vào cái advanced này. Để bạn chuyển này thì cái gì cũng được. COM nào cũng được. Nhưng mà chuyển COM nào thì bên này kia cũng phải chọn giống như thế. Đấy. Thì tùy vị trí, tùy mỗi một máy tính thì nó sẽ tự động mặc định cho bạn cái con, nhưng mà mình điều chỉnh được. Đấy nhé các bạn nhé, đây là các bạn là đúng như vậy, vẫn ok này. Ok, này xong thì mới là ok ở đây thôi, nhưng mà bạn phải kích thêm một cái ok đây nữa. Đó. Là bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại để các bạn nhìn này. Đây nhá. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ thao tác với cái thiết bị này. Mình sẽ thao tác với cái nút ấn thường đóng, thường mở trước, thường mở nhé. Này. Bạn lưu ý về cái quy định về tiếp điểm này, quy định tiếp điểm này, đấy. Thường đóng, thường mở này. Nhưng đây thì mình sẽ tắt này đi vì mình không quan tâm nữa. Đấy. Nào. Bây giờ mình sẽ quan tâm cho các bạn nhé, là cái công tắc sẽ đóng vào cái nút X11. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ lập trình X11 này. X11 này, ok này. Mình sẽ đóng cho cái cuộn dây đây các bạn nhé. Bạn muốn đóng cho cái đèn thì bạn phải đóng cho cuộn dây I5. Mình đang nối với I5 mà. Bạn nối ra chỗ khác thì bạn phải lấy tương tự như vậy. Mình sẽ lấy cho cuộn dây I5 ở đây nhá. Đấy, I5 này. Ok này. Rồi. Bạn và mình vẫn luôn nhớ các bạn, nhắc các bạn một lần nữa là những cái gì mà nó đang lập trình nó đang ở trạng thái null như này, có nghĩa là bạn chưa comply. Và nếu như bạn bây giờ bạn làm lệnh ghi nó xóa hết chương trình, nên như bạn phải đầu tiên bạn phải comply trước này, build trước. Đấy, nó trắng rồi thì mình ghi nhá. Đấy. Mình sẽ ghi chương trình này, mình sẽ vào online này, vào cái write to PLC này. Lúc này bạn đã có chương trình rồi, bạn đã có các kết nối rồi thì bạn kích vào cái write to PLC được. Đấy các bạn nhé, xem nhé. Đấy là đầu tiên ghi này, bước là khởi động và ghi chương trình này. Mình sẽ ghi chương trình này. Thì bạn lưu cho mình này, nó có một số cái đây, bạn sẽ ghi một cái số cái option ghi lựa chọn đây. Thì bạn kích vào cái select all này. Tuy nhiên trong lô này thật ra cái comment này nó không cần thiết, bạn có thể bỏ đi, kích bỏ đi. Thì còn lại những thứ này để nguyên, ghi chương trình chính tham số của POC vào đây. Đấy, xong nhá. Thì bạn sẽ kích vào cái execute này. Đấy, nó hỏi này, nó bảo này. Khi mà kích vào execute thì nó báo này, CPU status must be stop. Có nghĩa là đây là nó sẽ dừng cái CPU lại để nó ghi ghi chương trình mới, bạn ấn nhiếp. Nhiếp nhá. Đấy, nó sẽ ghi. Đây các bạn nhìn thấy này. Khi nào nó ghi đến hết 100% thì có nghĩa là lúc đấy các bạn đã có thể là vận hành chương trình được rồi. Đấy, nó đang ghi chương trình các bạn nhìn thấy. Đấy, mặc dù chương trình rất nhỏ thôi nhưng mà nó phải ghi nhiều thứ khác nên nó lâu. Khi bao giờ nó hết được toàn bộ cái dòng này thì được.
Đang có Parameter này, mới được Program này. Nó thả tích vào đây cũng được. Cứ là tích vào đây thì nó sẽ là sau khi dừng dừng quá trình ghi này nó sẽ tự động chạy nhé. Đấy, đã dừng rồi, bây giờ nó chạy nhé. Complete nhá các bạn nhá, đã là nhìn thấy nào, complete này. Đấy. Bây giờ mình sẽ close này. Như vậy nhá, chương trình của chúng ta này đã ghi xong này. Đóng x11 thì đóng đi 5, thì bây giờ mình sẽ đóng cái con đọc công tắc này nhá. Bạn nhìn thấy không? Y5 đóng, như vậy là tiếp điểm số 5, 5, 5 bằng bằng chứng là cái đèn này đã sáng. Tức là chúng ta đã thực hiện thông cái mạch từ cái cực âm này qua com 3 qua Y5 về đèn về cực dương. Bạn chỉ việc đóng điện là xong. Đấy các bạn nhé. Đấy. Như vậy là các bạn thấy là với cách thực hiện như này thì các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể là đóng được cái cuộn dây Y5 mà theo cái cách là đóng cắt cái đây mình cắt điện cho Y5 X11 này. Đấy. Với cái khóa điều khiển hoặc là công tắc như thế này thì việc của chúng ta chỉ là on off thôi. Đấy. Cứ đóng và cắt thì chúng ta sẽ cấp điện đầu ra, và đây gọi tâm điểm, đóng rồi thì nó tự giữ luôn tâm điểm đấy, trạng thái đấy. Đấy. Như vậy là bạn nhớ cho mình cái cách thao tác đối với tiếp điểm ở với một cái khóa điều khiển hay một cái công tắc giống như thế này nhé. Đấy. Mình sẽ làm cái việc tiếp theo này. Đây là mình sẽ như vậy, mình sẽ tắt cái ghi này đi để mình thấy là không đóng điện nữa nhé. Đấy. Tiếp tục này. Đấy. Chúng ta sẽ làm như bây giờ mình sẽ thao tác với nút ấn này. Thế bây giờ mình sẽ thao tác với nút ấn như sau này. Cũng có nó còn dây Y5 nhưng mà bây giờ mình sẽ cho một cái đường mở xuống. Ok này. Đấy. Nào bây giờ mình sẽ đóng một cho thêm cái cuộn dây ở đây nữa này. Nhưng bây giờ mà là trên cái của mình ở đây mình đóng là tiến tiết điểm X17. Đó, tiết điểm X17. X17 nhá. Ok này. Đấy. Thế bây giờ có nghĩa chúng ta hiểu là khi chúng ta đóng tiếp điểm X17 thì cũng có con dây Y5. Thì mình sẽ bây giờ mình nối vào đây. Mình nối xuống. Ok. Bạn nhìn thấy không? Đấy, tiếp điểm của bạn này có nghĩa là đóng X11 thì Y5 cũng đóng, đóng X17 này Y5 cũng đóng, một trong hai này là đóng, vẽ kiểu này là vẽ có tiếp điểm song song. Đấy, các bạn nhé, đây mình sẽ làm cho các bạn và chúng ta sẽ comply, chúng ta ghi chương trình nhé. Đấy. Chúng ta tập làm quen với thiết bị để chúng ta tự làm được với một cái PLC bất kỳ. Đấy. Cái lần phần select ô này là không phải là chọn lại nữa, chúng ta nhớ rồi. Ở lúc trước chúng ta đã luôn luôn là ghi chương trình vào đây thì như này nó sẽ nhớ luôn, không phải chọn lại nữa, đi xe kêu luôn nhớ này, cho nó ghi chương trình này. Việc chúng ta là chờ cho chương trình nó ghi xong là xong. Hơi lâu một chút, ta phải chờ thôi. Bạn thấy đèn hoàn toàn là không có gì nhá. Đầu tiên mình vẫn làm như cái bài trước này, mình đóng công tắc này, đèn sáng này. Đóng công tắc đèn sáng này. Đây, thứ hai là mình tắt này đi, mình sẽ ấn thử cái này xem nó có sáng nhé. Đấy. Đây là nút ấn mà, nút ấn thì cứ ấn vào cái thả ra, nó có lò xo đẩy, ấn vào lò xo đẩy thì cái tiếp điểm X17, ấn vào thì tiếp điểm nó đóng, thả ra thì nó lại mở ra, đây gọi là đối với thao tác đối với nút ấn các bạn nhé. Đấy. Rất bình thường. Đấy. Đây cái trạng thái mình vừa mới lập trình ở đây thì được gọi là trạng thái song song với tiếp điểm, tức là nó thực hiện là nối các tiếp điểm lại với nhau và thực hiện theo hình thức là một tiếp điểm nào đóng thì cũng đều
không mạch. Thế bây giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn là thao tác theo cái kiểu là vận hành nối tiếp nhé. Đấy, mình cho một x17 vào đây. Rồi. Có nghĩa là x11 đóng này, xong rồi đóng tiếp với cả x17 nữa thì i5 này mới mới sáng. Thì mình sẽ đi chương trình nhé. À, ta đang sử dụng một cái ladder. Mình sẽ xóa hết rồi đi. Xóa hết đi nhé. Đấy, bôi đen nó xóa hết đi. Là mình sẽ cho cái biểu x11 vào đây. Ok này. Cho một cái nút ngang để nối lại này. Ok. Cập lại nhé. Đấy. Rồi. Không có gì cả. Cái chương trình này. Rồi này. Chúng ta kiểm tra tất cả những cái trạng thái nó để chúng ta tập lòng quen với tiếp đi. Cái phần mềm gãy khúc 2 này cũng khá là dễ sử dụng và nó nhẹ và có thể cài được trên nhiều cái dòng máy tính khác nhau, nó không không có phân biệt gì cả lắm đâu, nên chúng ta cần tìm hiểu, ta cứ cài nó lên. Nhiều bạn vẫn e ngại là cái phần mềm này đối với những máy tính thông thường thì cấu hình thấp thì liệu có cài được không. Các bạn yên tâm là cài được nhé, nhất là ok này. Rồi. Theo đúng nguyên tắc này, đóng x11 này, xong đóng x17 thì đèn mới sáng này. Cho bạn mình sẽ thao tác cho bạn xem này. Đóng x11 này. Chúng ta thấy đúng về mặt quy định là dù đóng cái này đóng x11 nhưng mà đèn không hề sáng. Thì chúng ta phải đóng tiếp cả x17 nữa. Đấy. Ấn vào này. Ấn vào thì nó mới sáng. Đấy. Đúng như kịch bản của chúng ta. Đấy các bạn nhé. Như vậy là vừa rồi mình đã trình bày cho các bạn này. Từng cái một. Khóa điều khiển đóng thì nó đóng. Nút ấn đóng thì nó mới đóng. Song song. Bây giờ hai thứ này mắc nối tiếp với nhau thì nó như thế. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài khác này. Các bạn sẽ gặp cái bài tình huống là nút ấn. Nhưng bây giờ nó ấn xong rồi phải giữ ngay, giữ cho nó đèn nó sáng thì làm thế nào. Mình sẽ làm cho các bạn nhé. Đầu tiên này, nút x17 này là nút ấn này. Ok này. Đấy. Đấy. Đóng x17 đây, ấn vào nút 17 xong thì yêu cầu là đèn phải sáng giữ. Còn lúc trước chúng ta chỉ là sáng nhấp nháy thôi, sáng thả ra là mất. Bây giờ là sáng giữ thì làm thế nào? Vào đây, ấn nút X17 này thì sáng rồi này. Sau đó này bạn làm động tác như này nữa, bạn muốn cho nó giữ thì bạn ấn vào đây, nó xuống thì nó song song, tiếp điểm song song. Đấy, bạn vào đây, bạn sẽ lấy cho mình một cái tiếp điểm tên là vòng Y5. Đấy. Y5. Đấy, bạn nối lên nhé. Đấy. Đây. Có nghĩa là hiểu như này này. Tiếp điểm 17 đóng. Còn dây Y5 có điện. Còn dây Y5 có điện thì sẽ đóng điện cho tiếp điểm số 5. Đấy. Thế thôi. Có nghĩa là dòng điện nó sẽ được chạy từ bên này, bên trái sang bên phải theo đường này. Chứ nó không cần bởi ông bạn này duy trì nữa. Không cần X17 duy trì nữa. Đấy, mình sẽ copy nhé. Online này, right này. Để cho nó nhỏ lại cho các bạn xem. Đấy. Online này, right này. Execute này.
Bạn biết là bây giờ PLC nó là một trong những thiết bị công nghiệp và rất phổ biến, ứng dụng ở nhiều nơi trong thực tế. Bởi vì PLC nó là một cái phần tử, nó cũng tương làm việc tương đối tin cậy, giống như bộ não của chúng ta vậy. Nó cấp cho mình một cái bộ não để làm việc và nó đạt chuẩn công nghiệp nên nó rất là dễ sử dụng. Và các bạn có thể sử dụng với nhiều loại PLC, đây chỉ là một cái mẫu thôi chứ không phải là chỉ mỗi loại PLC này được dùng được như này. Rồi, close này, nguyên tắc này, đóng 17 này, thì quận năm nó phải sáng này, sau đó nó phải giữ cái giữ điện này, thử xem nhé, các bạn thấy không? Nó giữ được này, ấn đúng một lần nhả ra nó giữ này, đấy, nó giữ luôn, nó không giải trừ nữa. Đấy. Đây chính là cái yêu cầu của chúng ta, sau này chúng ta cứ ấn một lần thôi, ấn nữa thì cũng vẫn không thay đổi được cái giá trị. Bạn nhé, đấy chính là cái đặc trưng của nó như vậy. Đấy. Bạn đã thực hiện ấn giữ như này thì nó sẽ giữ luôn cái trạng thái của nó. Đấy. Bạn muốn reset thì bạn có thể làm những cái khác. Nhưng mà mình đây là trong cái video này là mình mục tiêu mình là hướng dẫn cho các bạn là gì? Thao tác lập trình đối với một cái tiện nút ấn và nút khóa điều khiển. Làm sao để thứ nhất là đóng điện cho tiếp điểm rồi đóng xong là có thể tự giữ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm, lập trình thêm về bản chất, chúng ta hiểu được bản chất vấn đề thì chúng ta cứ dựa vào trên đây bạn có thể lập trình hoàn toàn làm được. Nếu bạn muốn mình nó đơn giản như bây giờ mình sẽ dùng cái khóa điều khiển để cắt cái tiết điểm này các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ dùng cái khóa điều khiển ở đây, mình sẽ dùng con x11 ở đây. Đấy. Nếu bạn làm này có nghĩa là gì? Bạn đóng điện x đóng điện x17 đúng rồi. Đấy, bạn muốn đóng điện cho i5 thì bạn phải thực hiện đóng cái x11. Khi bạn muốn cắt thì cũng cắt x11 này ra. Mình sẽ comply nhé, thử xem cho bạn xem này. Này, này. Cái này chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ tự cái dựa trên cái tính sáng tạo của chúng ta thôi. Mỗi một người sẽ có những cái khả năng tư duy và cái tính sáng tạo riêng. Thì bạn nếu như bạn tư duy tốt thì bạn sẽ làm cho cái cây chương trình của chúng ta nó trở nên đơn giản, nó ngắn gọn, nó dễ hiểu. Còn nếu không chúng ta phải viết vòng vèo. Đối với những người thì chúng ta lập trình chuyên nghiệp thì người ta sẽ quan tâm đến cái độ tối giản. Còn đối với chúng ta mức độ chúng ta cứ dùng là được thì nó không quan trọng về cái khối lượng header chẳng hạn và cái số lượng các cái dòng hiển thị thì chúng ta cứ thoải mái. Biết làm sao nó chạy được đúng cái kịch bản của ta là được. Nó chỉ quan tâm đến input và output thôi mà, bạn như vậy cứ làm nào đóng ra cái thứ tự của đầu vào và đầu ra nó vận hành theo mình thế là được. Bạn nhá, mình sẽ làm cho các bạn xem nhá. Đây. Đầu tiên này, mình sẽ ấn cái này. Đó. À, cái khóa điều khiển mình đang đóng. Đấy, mình đóng nhá. Như vậy là mình sẽ cắt này, cắt cái điều khiển này. Cắt rồi này. Cắt rồi mà thì ấn đây có giờ nó không bao giờ nó sáng luôn. Bạn nhìn thấy không? Nhưng bây giờ bạn cái này sang vị trí đóng này. Đóng rồi mới tiết điểm x11 này đóng thôi. Như vậy chưa đóng thì không có điện. Mình sẽ giữ ấn hoa. Như vậy bạn giữ rồi, đóng đi i5 rồi. Đèn có rồi. Thế bạn muốn cắt điện thì làm nào? Ấn lên được nữa đâu. Ấn vào cái nút nữa sẽ không được vì bạn không cài đặt cái nút ấn. Thì bạn sẽ phải ấn vào đây. Đây. Thế còn nếu như các bạn muốn quan tâm đến cái phần ấn công tắc đây, ấn công tắc này, ấn một lần nó đóng, ấn hai lần nó cắt chẳng hạn thì bạn phải làm bộ đế, ấn counter thôi. Cái đó thì nó ở nội dung khác, các bạn cứ tìm hiểu được cái phần thiết bị nút ấn thường mở thường đóng thế là được rồi đã. Bạn nhé, như vậy là trong video này mình đã chia sẻ với các bạn cái cách sử dụng phần mềm của gỡ khúc 2 này, lập trình để thao tác với nút ấn và khóa điều khiển, nút ấn thường mở và khóa điều khiển để các bạn có thể là giúp vào những cái nội dung các bạn mong muốn liên quan đến các cái sản phẩm.
Đây là những cái phần đầu tiên cho một cái người muốn tiếp xúc tìm hiểu cho một POC, thì công việc đầu tiên của bạn chính là tìm hiểu, thì nút ấn các cái tiếp điểm thường đóng thường mở, cuộn dây và thao tác nó trên phần cứng thế nào, ghi thế nào các bạn nhé. Đấy. Nhắc lại là các bạn phải có cái phần connection này để các bạn kết nối được với POC. Đấy, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Nếu như các bạn cần phần mềm GX Quốc 2 thì các bạn để lại cái địa chỉ email ở dưới video, mình sẽ chia sẻ cho nếu như các bạn chưa có. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Xin chào các bạn.